Quý cô bác tuổi canh tí kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, là giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua, làm sao để nắm được những vận may đến với mình. Kính thưa quý cô bác, quý cô bác có biết rằng may mắn hay là xui xỉu, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì vậy, có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu của trong khoảng thời gian rất ngắn, nắm được trong tay gia tài bạc tỷ, nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao. Và quý cô bác tuổi canh tí, sinh năm 1960, được các nhà chiêm tinh học nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, vận trình được các tinh trợ mệnh, thần tài chiếu cố gặp nhiều may mắn nhận lộc trời ban cho nên sẽ có được cơ hội trúng số, trúng thưởng bất ngờ, đổi đời đại gia, khó ai sánh bằng, khiến cho nhiều người phải đổ mắt ganh tị. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi canh tí cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi canh tí, sinh năm 1960. Người tuổi canh tí, sinh năm 1960, là tuổi con chuột, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên vách. Người tuổi canh tí thông minh, thành thạo nhiều thứ, có trí thú. Người tuổi canh tí làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Tuổi canh tí, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời, cuộc sống về phần trung vận thì cũng có phần hy vọng và đầy đủ về công danh, hậu vận thì an nhàn sung sướng tuổi canh tí đường công danh khá tốt nhưng bổn mạng thường yếu kém nếu có làm phước ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ gian ác thì giảm để làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp người tuổi canh tí nêu lựa chọn những tuổi hợp làm ăn với tuổi của mình như tuổi tân sửu giáp thìn đinh mùi nếu hợp tác với những tuổi này cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, đầu tháng báo tin vui cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, có thể bạn sẽ sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão tới đây. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân bạn là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp thân tí thìn trợ mệnh, giúp cho người tuổi canh tí, sinh năm 1960 dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, người tuổi canh tí nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ gặp được quý nhân, đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch của bạn trong tương lai. Người đi theo con đường học tập thi cử ứng cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này, bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn, nhanh nhẹn, không có gì có thể làm khó được bạn, điều này giúp cho bạn gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, trong tháng cũng có mộc dục xuất hiện, cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm, chóng chán, việc gì cũng muốn làm, nhưng lại dễ bỏ giờ giữa chừng. Bản mệnh nên hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt được thành tích tốt, thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, để giúp cho vận trình của mình tốt hơn nhé. Về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Xem tử vi cho thấy, người tuổi canh tí, sinh năm 1960, về phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan. Người tuổi canh tí, với đầu óc thông minh, nhanh nhạy và có cách tiếp cận nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện ngay. Dưới tác động của cục diện ngủ hành tam hợp thân tí thìn, giúp cho các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng đối tác tiến triển tốt đẹp, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái vơi rồi lại đầy. Bản mệnh không cần phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều đến chuyện chi tiêu. Đối với người làm công ăn lương, công chức viên chức, công nhân, nhân viên hành chính, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Và tháng 3 âm lịch này, bản mệnh cũng có điểm báo, có thể sẽ tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc tiêu dùng, đặc biệt là với nữ giới, bạn đã dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái nhưng dù có tốn chút chi phí cho bản thân nhờ vậy mà bạn cũng đã xây dựng thêm được các mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc và tình duyên tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi song do ngũ quỷ hung tinh cũng có cơ hội xuất hiện nên bạn tuổi canh tí dù vận trình khá hanh thông kiếm tiền cũng khá dễ dàng nhưng vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại đánh lừa bạn khiến bạn lâm vào rắc rối dẫn đến hao tài tốn của về mặt tình cảm Bước sang tháng 3 âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 trong tháng này, đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử của mình. Bạn không nên quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời kẻo phải chịu tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của tam hợp trợ mệnh cùng với nguyệt lệnh lâm mộc dục giúp cho bạn với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới, đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ với bạn bè đối phương trước không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn nhưng nếu bạn đã lập gia đình thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối có thể ập đến khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người bạn cần giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới để tránh những điều tiếng không hay những lời bàn gia tán vào dù có phải là thật hay không tránh gây ảnh hưởng xấu đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn Tốt nhất làm việc gì bạn cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả bản thân theo cảm xúc nhất thời. Đã là vợ chồng thì nên tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn, đừng đề cao cái tôi cá nhân của mình quá, mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Về mặt sức khỏe, nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 khá ổn định trong tháng 3 âm lịch này quẻ tử vi cho thấy tháng này bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vảnh do thay đổi thời tiết khoảng thời gian này bạn nên chú ý đến giữ gìn sức khỏe chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn cơ thể có dấu hiệu tiến triển khỏe lên trông thấy thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục rõ ràng tuy nhiên người tuổi canh tí cũng nên hạn chế vui ăn nhậu tụ tập liên hoan với bạn bè đồng nghiệp hoặc thường xuyên dùng đồ ăn ngoài nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe chung vui bên gia đình là tốt nhất. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho người tuổi canh tí, sinh năm 1960. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt các hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị, tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Gia chủ tuổi canh tí mang mệnh thổ, hỏa sinh thổ, nên hướng giường nên quay về hướng nam la hướng của mệnh hỏa, đông bắc hoặc hướng tây nam là thổ kết hợp với thổ. Màu sơn trong phòng ngủ và màu sắc rèm cửa nên sử dụng màu hồng hoặc màu đỏ là màu đại diện cho hành hỏa, rất tốt cho người hành thổ hoặc màu vàng, vàng đất tượng trưng cho màu tương sinh là thổ. Gia chủ tuổi canh tí không nên đặt các vật dụng và sơn nhà có màu xanh, xanh đậm là màu tượng trưng cho hành mộc, mộc khắc thổ không tốt cho gia chủ. Một số kiêng kỵ và biện pháp hóa giải nên biết khi bố trí giường cho phòng ngủ. Nếu giường kê trong phòng ngay dưới dầm ngang thì sẽ cho bạn cảm giác luôn bị đè nén, trong phong thủy gọi là hung hình dầm ngang nằm bất kỳ vị trí nào bên trên giường của bạn đều sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn nếu dầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm bạn luôn cảm thấy nhức đầu lộng óc bất an đồng thời tính tình cũng trở nên khô khan biện pháp khắc phục là bạn cần chuyển giường tới vị trí khác không có dầm chạy qua nếu nhà bạn hẹp không đủ khoảng cách thì có thể hạn chế bằng cách làm trần giả che lấp dầm ngang hoặc lắp giường hai tầng bên trên để chăn đệm để làm giảm áp lực của dầm ngang nếu phòng ngủ đặt ở vị trí cạnh bếp lò thì đầu giường không nên kê sát vào tường bếp lò, bởi bếp lò thuộc hành hỏa, dễ sinh bệnh tật nhất là các bệnh về gan, tim, đồng thời cũng làm tính tình bạn trở nên hay cáu gắt, bức xúc trước mọi việc. Nếu cửa toilet hướng thẳng vào đầu giường, theo phong thủy thì bạn đã phạm phải, hung vi. Do toilet luôn tỏa ra mùi xú ế và tiếng nước rội rửa làm bạn khó ngủ và làm thần kinh bạn luôn căng thẳng. Nên chuyển vị trí đầu giường ngược lại đồng thời luôn chú ý đóng kín cửa toilet và thông gió để giảm mùi hôi thối nếu bất kỳ phía nào của giường đối diện với gương lớn đều không có lợi. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe và tình cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vận và đường con cái. Điều này càng có ảnh hưởng lớn khi đặt gương dưới chân giường, sẽ hình thành thế, hung cảnh. Chiếc giường này giống như gương chiếu quỷ, dễ làm bạn sinh hoang tưởng và ảo giác. Vì vậy không nên đặt gương đối diện giường ngủ hoặc lắp rèm che gương nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa phòng đầu giường và cửa phòng thành một đường thẳng theo phong thủy gọi là hung khí sung dễ làm bạn mất ngủ tinh thần hay hoảng hốt đồng thời trí nhớ giảm sút dễ phạm sai lầm không phân biệt rõ đúng sai chuyển đầu giường ra chỗ khác tốt nhất đầu giường kê lệch một góc với cửa phòng tránh đối diện nếu giường nhà bạn không thể xoay lại được thì quay đầu lại để ngủ hoặc là lắp chuông gió dạng pha lê ngăn giữa hướng đầu giường và cửa cũng là một biện pháp để hóa giải nếu đầu giường đặt sát cửa sổ hoặc ánh nắng chiếu vào đầu giường thì phong thủy gọi là hung quang đầu giường bị nắng chiếu vào thường gây cho bạn hay cáu kỉnh, nóng này, các nguồn sáng mạnh khác chiếu vào đầu giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới, số đào hoa, của bạn. Tốt nhất nên thay đổi vị trí đầu giường. Nếu không được có thể đan giấy kính lọc phản quang, sau đó mắc rèm che nắng cho đầu giường của bạn cũng là một biên pháp để hóa giải. Vâng, kính thưa cô bác. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình, về tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023, của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất minh đường tử vi kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại